Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn thiết kế một cái bài giảng và sử dụng hai cái công cụ mà có sẵn của phần mềm ActiveSpire. Đó là công cụ bộ hiển thị và công cụ đèn chiếu. Thì khi mở phần mềm lên, các bạn nhớ là khi mở phần mềm lên thì cái giao diện của mình như thế này. Cái trang của mình, cái diện tích cái trang nó nhỏ thôi. Do đó, thông thường thì sau khi mở phần mềm lên, tôi sẽ không phải sử dụng cái trang có sẵn mà tôi sẽ tự tạo cái trang mới. Ví dụ mình sẽ vào mới. Các bạn có thể tùy chỉnh là bản là kích cỡ màn hình. Cái này thì nó đơn giản hơn. Như hôm bữa tôi đã có hướng dẫn rồi thì chúng ta sẽ tự nhập vào cái kích thước. Nếu các bạn tự nhập vào kích thước thì các bạn sẽ chọn là bản là tùy chỉnh kích cỡ. Và lúc này các bạn sẽ chọn ở đây chữ khác và nhập 19201080 ha. Tôi nhắc lại một lần nữa, 1920 cho chiều rộng và độ phân giải của chiều cao là 1080. Ok, còn không thì các bạn có thể chọn ở đây tịch tinh mới và chúng ta là chọn bản là kích cỡ màn hình cũng được, đó là tùy theo cái màn hình của mình. Thì sau khi tạo cái trang của mình rồi thì tôi sẽ lưu lại, các bạn nên nhớ là mình lưu cái bài mình lại nha, trong quá trình làm mình cứ lưu. Bộ hiển thị đúng không? Bộ hiển thị và đèn chiếu, tôi viết tắt thôi. Các bạn tự đặt cái tên file của mình nha. Thì ở đây cái mà tôi muốn cho các bạn xem một cái ví dụ trước. Ví dụ như tôi có một cái bài giảng về động vật, thì đầu tiên tôi cho trẻ thấy hình một cái con vật, đây là con sư tử phải không ạ? Đến cái trang thứ hai tôi sẽ dạy bé về con sóc. Đến trang 3 là con thỏ. Nhưng đến trang số 4 lúc này thì tôi sẽ không có nói bé đây là con vật gì. Tức là bé sẽ không thấy trước, mà tôi sẽ có những cái câu đố cho bé. Và bé sẽ thấy từ từ. Ở đây chúng ta đang sử dụng cái công cụ bộ hiển thị. Như thế này, chúng ta kéo lên, bé sẽ thấy từ từ. Đến tiếp theo thì con ngựa vằn, chúng ta sẽ thấy nguyên, tức là chúng ta không sử dụng công cụ bộ hiển thị ở đây, hay là công cụ đèn chiếu. Ở đây tiếp tục là con cọp. Nhưng đến một cái trang kế tiếp thì lúc này tôi sẽ sử dụng công cụ đèn chiếu để soi từ từ cho bé thấy. Tôi sẽ tập trung vào một vùng nào đó trên trang thôi, bé sẽ thấy. Vậy thì cái tôi muốn hướng dẫn ngày hôm nay ở đây là chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ bộ hiển thị và đèn chiếu cho những cái trang nào cụ thể thôi, chứ không phải là sử dụng cho tất cả các trang. Vậy bây giờ tôi sẽ quay trở lại với cái ví dụ của mình. Với cái ví dụ này thì cái trang của mình hoàn toàn trắng. Lúc này các bạn sẽ đưa những cái tài nguyên vào trang ha. Thì có những cái cách đưa tài nguyên các bạn đã biết rồi đúng không nào? Trang, phương tiện. Và mình tìm cái folder chứa tài nguyên của mình. Là mình đưa lúc này thì mình sẽ đưa những cái tài nguyên mình vào. Ví dụ như là con voi. Đây. Đây là cái cách mà chúng ta đưa tài nguyên vào mỗi một lần này chỉ được một hình ảnh mà thôi. Tiếp theo. Và để nhanh á, thì các bạn nhớ là cái tôi đã từng hướng dẫn cách các bạn đưa tài nguyên vào nhanh. Là các bạn hãy mở một cái folder nhỏ nhỏ như thế này. Để các bạn thấy được cái trang của phần mềm ActiveSpire mình. Và mình tiến hành kéo những cái hình mình mong muốn vào trang thôi. Rồi qua trang kế tiếp. Hãy tiếp tục kéo những cái hình mình mong muốn. Tí mình chỉnh sau nha các bạn. Mình đưa tài nguyên vào trước. Cứ qua trang và mình chọn tài nguyên mà mình muốn đưa ra thôi. Tiếp tục qua trang mới và tôi sẽ đưa con thỏ ra chẳng hạn. Qua một trang cuối cùng, trang số 7 là con sóc mình chưa đưa ra đúng không ạ? Thì lúc này mình sẽ thấy lượt mình và sẽ trình duyệt trang. Mình thấy ở dưới mình có 7 trang và chúng ta tiến hành chỉnh sửa những cái hình ảnh này, đặt những cái vị trí mà mình mong muốn. Chúng ta chuẩn bị nội dung trước ha. Chúng ta cứ kéo. Các bạn lưu ý là khi chỉnh sửa kích thước hình thì luôn luôn kéo ở cái để chuột ở ngay chỗ cái đường tròn phía dưới có cái dấu chéo này, và mình kéo nó sẽ không bị biến dạng cái đối tượng hình ảnh của mình. Và các bạn kéo như thế này nó bị biến dạng ha, hay kéo như thế này nó sẽ bị biến dạng mất. Những cái hình này kích thước là nhỏ, do đó tôi sẽ cho nó to lên một tí xíu cho nó phù hợp với trang.
Tùy các bạn cái trang của các bạn có bao nhiêu tài nguyên mà các bạn cho cái thước to hay nhỏ cho nó phù hợp. Bài lưu rồi đúng không ạ? Tôi lưu lại. Thế là nó giống như những phần mềm khác như hay là soạn thảo văn bản bên Word. Chúng ta làm tới đâu chúng ta lưu tới đó để không mất dữ liệu của mình. Các bạn nhớ là tất cả công cụ của phần mềm nó nằm ở đây. Vậy thì các bạn nhớ hai công cụ mà mình đang nói là bộ hiển thị và đèn chiếu. Nếu như các bạn sử dụng trực tiếp trang này, các bạn che kéo lên như thế này thì bạn sẽ che được. Tương tự đèn chiếu vậy, chúng ta chọn cái đèn chiếu dạng nào đó. Nhưng mà lúc này á, thì khi mà các bạn lên lớp mà lên tiết, các bạn cho bé thấy hết rồi, vậy thì các bạn che lại thì nó cũng không có tác dụng gì đúng không ạ? Thì lúc đó trẻ đã thấy hết rồi. Còn như cái ví dụ lúc nãy tôi cho các bạn xem là trẻ sẽ không thấy được cái gì hết. Và cô muốn che đối tượng ở trang nào là trong quá trình cô soạn bài, cô đã soạn và cô quyết định cô che rồi. Ví dụ ở đây con sư tử này, các bạn muốn che ở trang số 2 sử dụng công cụ bộ hiển thị. Công cụ bộ hiển thị là cái gì? Thì các bạn nhớ chúng ta quay lại để coi bộ hiển thị đây. Nó nằm ở phần công cụ ha, các bạn chọn biểu tượng công cụ nè thì tất cả những công cụ sẽ được liệt kê phía dưới. Bộ hiển thị nó là cái màn che đen đen đó các bạn. Chúng ta chọn vào bộ hiển thị. Thì mặc định của nó sẽ là cái hình chữ nhật. Có dấu chéo, hình chữ nhật màu đen có dấu chéo. Và chúng ta có thể kéo một trong bốn hướng như thế này. Chúng ta trả về có dấu chéo rồi chúng ta mới kéo được ở hướng khác. Trả về. Vậy thì như tôi đã nói, khi mà trẻ đã thấy hình rồi các bạn che nó cũng không có tác dụng gì hết. Thì khi cô soạn bài, nếu như cô quyết định ở trang số 2, cô dùng công cụ bộ hiển thị thì chúng ta không sử dụng công cụ trực tiếp dưới thanh công cụ nha các bạn. Mà chúng ta sẽ vào trình duyệt gì đây ạ? Trình duyệt thuộc tính. Và lúc này các bạn vào trình duyệt thuộc tính nhưng mà chuột các bạn không chọn bất kỳ đối tượng nào trên trang thì nó mới có ý nghĩa là mình đang sử dụng công cụ cho trang. Thì lúc này ở trong phần trình duyệt thuộc tính thì các bạn sẽ thấy cái biểu tượng công cái mục đích là ở đây là mình chọn công cụ nào, do đó mình sẽ vào phần công cụ. Công cụ trang thì mình sẽ nhấp vào để mình lựa chọn công cụ nào mình muốn sử dụng. Ở đây nó chỉ có hai công cụ là công cụ bộ hiển thị và công cụ đèn chiếu thôi. Như mình nói thì nếu như ở trang này mình sử dụng công cụ bộ hiển thị thì mình chọn bộ hiển thị. Và đối với công cụ bộ hiển thị mặc định là nó che hết trang của mình như thế này. Còn nếu như các bạn muốn mà khi mở lên trẻ thấy một phần, ví dụ như trẻ thấy một phần lưng lửng như thế này thì cô mở lên một phần luôn như thế này. Và cô nhấp vào cái biểu tượng vàng vàng phía trên trên góc phải của công cụ bộ hiển thị á. Cô sẽ chọn cái dòng chữ là lưu vị trí bộ hiển thị. Vậy thì lúc mà mở bài ra là trẻ thấy y như thế này luôn nè các bạn. Sau khi chọn xong mình lưu lại ha. Mình bấm phím Ctrl S để lưu hoặc là các bạn sẽ vào tiệp tin và chọn lưu để nó lưu bài của các bạn lại. Vậy thì mình đang ở trang số 2. Thì chỉ mình muốn là sử dụng công cụ bộ hiển thị cho trang 2 thôi. Do đó mình phải tắt những cái trang còn lại. Nhưng mà các bạn thấy mình di chuyển về trang 1 thì nó vẫn sử dụng công cụ bộ hiển thị. Trang 3 nó vẫn sử dụng bộ hiển thị. Trang 4 cũng vậy. Có nghĩa là mình chỉ chọn một trang thôi là mặc định cái công cụ này sẽ sử dụng cho tất cả những trang còn lại trong bài. Do đó nếu các bạn chỉ muốn sử dụng một trang cụ thể thì các bạn sẽ qua hai trang liền kề nó, về trang phía trước, trang liền trước trang số 2 sẽ là trang số 1, trang liền sau trang số 2 sẽ là trang số 3. Các bạn chỉ làm một thao tác đơn giản thôi. Bây giờ mình qua trang liền trước nó là trang số 1. Lúc nãy ở phần công cụ mình chọn tên công cụ thì bây giờ mình chọn dòng chữ tắt công cụ đi. Rồi mình lưu bài lại nha các bạn. Qua trang 2 sử dụng công cụ hiển thị ha. Và tương tự trang liền sau trang 2 sẽ là trang 3. Các bạn cũng làm giống như vậy luôn. Các bạn cũng vào công cụ trang và chọn tắt công cụ và các bạn lưu lại. Thì lúc này các bạn coi, chỉ sử dụng công cụ bộ hiển thị cho trang 2 thôi. Trang 3 và những trang khác không có. Vậy thì đến trang số 5, tôi ví dụ đến trang số 5, lúc này tôi muốn sử dụng công cụ đèn chiếu. Thì tôi sẽ chọn công cụ, phần công cụ trang tôi sẽ chọn chữ đèn chiếu. Và các bạn muốn sử dụng công cụ đèn chiếu dạng nào đó thì mình sẽ chọn tiếp là
chế độ đèn chiếu là hình tròn, hình vuông, hình tròn đặc, hình vuông đặc gì đó. Ở đây đèn chiếu này tôi sẽ chọn là hình vuông. Thì các bạn thấy cái công cụ đèn chiếu nó có dạng hình vuông, nó to hay nhỏ thì các bạn có thể tùy chỉnh được. Đây, mình cho nó to hay nhỏ và mình đặt vị trí cái đèn chiếu này ở góc nào của trang thì mình để ngay vị trí đó và mình vào mình lưu lại. Thì khi mà mở bài lên, bé cũng chỉ sẽ thấy cái trang này thôi. Và giống như cái trang mà bộ hiển thị thì không muốn sử dụng nó nữa, những cái trang khác thì mình vào trước đó một trang. Lúc nãy là trang 5 mình sử dụng đúng không ạ? Trước đó một trang, trước trang 5 sẽ là trang 4, thì mình cũng giống như bộ hiển thị thôi. Mình vào phần công cụ trang và mình tắt nó đi. Tương tự, trang 5 nãy mình để ngay vị trí này là nó ngay đây đây. Qua trang 6 cũng vậy, tại vì mình không sử dụng thì mình sẽ chọn công cụ trang và tắt công cụ. Và các bạn lưu ý lúc này các bạn sẽ lưu bài lại. Vậy thì khi mở ra, các bạn tắt luôn ha. Chúng ta tắt hẳn phần mềm luôn, tại vì bài của mình đã lưu rồi. Để các bạn thấy là khi mà mình đã quyết định mình sử dụng công cụ bộ hiển thị và công cụ đèn chiếu ở trang nào, thì khi cô thiết kế bài ở nhà rồi thì các bạn mở ra để dạy trẻ. Thì lúc này các bạn thấy là trang 1, trang 2 lúc nãy mình sử dụng công cụ đèn bộ hiển thị đúng không ạ? Trang 3 không sử dụng gì, trang 4 không sử dụng gì. Trang 5 mình sử dụng công cụ đèn chiếu và mình để ngay ở vị trí cái đuôi này. Thì bây giờ nó cũng ngay vị trí này đây. Là mình có thể di chuyển hoặc là mình phóng to cho trẻ thấy từ từ gì đó là tùy cô. Trang 6 không có và trang 7 cũng không có. Vậy thì các bạn tóm lại là cái gì? Các bạn muốn sử dụng công cụ đèn chiếu hoặc công cụ bộ hiển thị ở trang nào thì các bạn sẽ vào trình duyệt thuộc tính ngay phần công cụ. Công cụ trang các bạn sẽ chọn tên của cái công cụ đó. Vậy và hai trang liền kề nó, tức là trang liền trước và trang liền sau trang hiện tại. Chúng ta chọn tắt công cụ đi là được. Chúc các bạn thành công.